tài giác lên đường thì chúng con cung thỉnh hòa thượng sám chú đạo hiệu Thích Tâm Thanh cùng chư tôn thượng tòa đại đức ban chư sư hoan hỷ quang lâm vào bên trong nơi tôn trí kim quang để chuẩn bị thực hành nghi thức lễ trị quang. Và chúng con xin đồng cung thỉnh tăng ni nhị bồ hoan hỷ phất lập lượng ban trang nghiêm hai bên giác linh đài để hộ niệm cho phần nghi lễ vô cùng xúc động chiều nay. Cung thỉnh nhục thân trưởng lão hòa thượng ân sư của chúng con Đặng Kim Quang. Sản thân hiện mộng về tay vô thường thuộc thể trước sau lệ thường, xin đừng vòng cạch buồn vương để thầy nhẹ gót lên đường vấn du. Chúng con kính cung thỉnh chư tôn hòa thượng niệm hương và bắt đầu phần pháp lễ.
Sau khi kim quang của hòa thượng ra rồi thì chúng ta mới tháp tùng theo sau chư tăng ni môn đồ để phụng tống kim quang thăng xa đến đài hòa thác Long Thọ. A Di Đà Phật.